Công cuộc mở rộng bờ cõi về phương Nam của nhà Nguyễn. Thời kỳ Trị Nguyễn phân tranh do áp lực từ các cuộc tấn công của Chu Trịnh từ phương Bắc và nhu cầu mở rộng đất đai về phương Nam, các chữ Nguyễn đã bắt đầu một công cuộc mở nhanh, mạnh bờ cõi Việt Nam về phía Nam. Quá trình này chấm dứt sự tồn tại 17 thế kỷ của Vương quốc Champa. Bước này chia thành nhiều các giai đoạn khác nhau. Năm 1611, Nguyễn Hoàng đánh Chiêm Thành để lấy đất và lập ra phủ Phú Yên, chia ra làm hai huyện là Đồng Xuân và Tuyên Hòa, lại thuộc về Phú Yên. Khi đó, vùng đất Nam Bộ lại thuộc quyền cai quản của Thủy Chân Nạp. Còn là vùng đất sình này, nước mặn, không trồng trọt được gì. Và thỉnh thoảng mới có một gò đất nhô cao để làm nhà, làm vườn. Đường giao thông lại không có, dân cư thưa thớt. Các quan lại ở Thủy Chân Nạp, di vệ của Chân Nạp cũng quản lý rất lỏng lẻo, đất đai bỏ hoang, trộm cắp hoành hành, thú dữ tình dập. Trong bối cảnh đó, đồng thời với việc chúa Nguyễn cho tổ chức khai thác mảnh đất đã chiếm được của Chiêm Thành, nhiều dân Việt ở đằng trong đã bỏ giải đất miền Trung khắc nghiệt và khai khẩn đất làm ruộng ở Mua Xoài, lai thuộc Bà Rịa, Đồng Nai. Phải tốn công đắp đê ngăn mặn, đào mương, đúc cống, chật vật. Và họ cũng tổ chức buôn bán ở Sài Gòn. Trong quá trình đó, họ không gặp phải phản kháng gì đặc biệt của Chân Nạp. Nhằm rảnh tay đối phó với Chu Trịnh ở đàng ngoài và tranh giành ảnh hưởng với người bồ ở Chiêm Thành. Năm 1631, Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên, học tập vua nhà Trần, đã đi một nước cờ rất cao tay. Đổi giai nhân để lấy bình yên. Một trong những người tiếp của ông là Nguyễn Thị Giai, trưởng nữ của Khiêm Vương Mạc Kinh Điển. Mạc Kinh Điển lại chính là cháu Mạc Đăng Doanh, chắt của Mạc Đăng Dung. Khi nhà Mạc thất cơ năm 1592, Kinh Điển từ trận, em là Mạc Cảnh Huống, vào Lam theo Nguyễn Hoàng, có đem theo quan của Kinh Điển cùng đi. Người con gái đó được Nguyễn Thị Ngọc Dương, là vợ của Cảnh Huống, dì Phúc Nguyên. Tín cháu vào hầu Phúc Nguyên khi cha Sãi Vương là Nguyễn Hoàng còn tại vị. Và vì thế nên con Mạc Kinh Điển lại mang họ Nguyễn. Chính Nguyễn Thị Giai là thân mẫu của nhị công Ngọc Vân và tam công nữ Ngọc Hoa. Hai gia nhân góp công trong việc mở mang bờ cõi Đại Việt về phía Nam. Như vậy, hai công nữ của chúa Nguyễn có công đặt bàn đạp Lam Tiến cho Đại Việt là thuộc dòng dõi nhà Mạc. Vương phát tích ở Cổ Trai, Dương Kinh, Hải Phòng và là hậu duệ của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Mạc Kinh Chi. Năm 1623, chú Nguyễn Phúc Nguyên, hay gọi là chú Sãi, đã gây áp lực với Chân Nạp, mượn vùng đất mà nay thuộc Sài Gòn ngày nay, đặt trạm và quan chức thu thuế lưu dân đang sinh sống xung quanh Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa. Nhờ sự tác động của Hoàng hậu, tức Ngọc Vạn công nữ, người con gái thứ hai của Sãi Vương, được chúa gả cho vua Chân Nạp. Vua Chân Nạp đã đồng ý cho người Việt đến đó canh tác. Đây là lần đầu tiên quan binh Đại Việt chính thức đặt chân đến đất Chân Nạp và Mua Xoài làm bàn đạp để người Việt dần dần tiến xuống đồng bằng sông Cửu Long, một bước đặt nền từ chủ trương hôn phối. Năm 1631, Sãi Vương gả tam công nữ là Ngọc Hoa cho vua nước Chiêm, kết tình hòa hiếu, và đây cũng là nguyên nhân mà từ năm 1639 người Bồ Đào Nha không giao thương với Chiêm nữa. Truyền thuyết cũng như tục ngữ Chiêm Thành đều có ý trách cứ, nếu không muốn nói là phẫn nộ, cho rằng bà Ngọc Hoa đã làm cho vua trở nên mê muội và khiến cho nước Chiêm sụp đổ. Năm 1653 đến năm 1653, vua nước Chiêm Thành là bà Thấm nhằm đòi lại đất Phú Yên đã đưa quân ra đánh chiếm. Chú Hiền là Nguyễn Phúc Tần sai quan cai cơ là Hùng Lộc sang đánh, bà Thấm phải dâng thư xin hàng. Chú Nguyễn để từ sông Phan Giang Phan Lang trở vào cho vua Chiêm, còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm phủ Thái Ninh, sau đổi làm phủ Diên Khánh, lại thuộc Khánh Hòa. Tại đây đã đặt dinh Thái Khanh để Hùng Lộc làm thái thú.
Năm 1658, vua nước Chân Lạp mất nội bộ Chân Lạp Lục Đục vì tranh giành ngôi vua. Chúa Nguyễn Phúc Tần đã giúp một hoàng thân Chân Lạp lên ngôi. Đáp lại, vị vua mới của Chân Lạp đã ký hiệp ước triều cống chúa Nguyễn hàng năm và cho phép người Việt được làm chủ vùng đất đã khai hoang ở Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa. Lúc này, Tiêm Na, hậu duệ của Phù Lam cũ, đã mạnh lên, muốn giang tay ra phía đông. Nhưng vì nhà Nguyễn đang mạnh nên phải thôi. Tại khu vực này, nương dân Việt sinh sống ngày càng đông đúc. Chúa Nguyễn đã cử một đội quân mạnh để giữ gìn an ninh cũng như đặt các chức quan cai trị và thu thuế. Năm 1679, có quan nhà Minh gồm Dương Ngạc Định và phó tướng là Hoàng Tiến là tổng binh trấn thủ đất Long Môn thuộc Quảng Tây ngày nay. Trần Thượng Xiêm và phó tướng Trần An Bình là tổng binh Châu Cao, Lôi Liêm, Quảng Đông ngày nay, không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 người cùng 50 chiến thuyền sang xin làm dân Đại Việt. Chú Hiền Nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp bèn cho vào ở đất Đông Phú, Lai thuộc Gia Định. Những người Hoa này chia nhau ở đất Lộc Đãi, Đồng Nai, Ban Lâm, Biên Hòa và Mỹ Tho, Tiền Giang, cày ruộng làm nhà, lập ra phố phường. Có người phương Tây, người Nhật Bản, người Chà Và đến buôn bán khá đông đúc. Năm 1680, Mạc Cửu, người gốc Quảng Đông, khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh, đã cùng Đao Quyến bỏ sang Chân Lạp, mở sòng bạc và cai quản 7 xã gồm toàn lưu dân, gọi là Hà Tiên. Mạc Cửu mở rộng đất đai gồm vùng đất Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc, vốn thuộc Chân Lạp nhưng Chân Lạp không kiểm soát được. Đến năm 1718, để tránh áp lực thường xuyên của Xiêm Na sang cướp phá, Mạc Cửu đã dâng đất xin nội thuộc với chúa Nguyễn. Chúa Phúc Chu đã đổi tên thành trấn Hà Tiên, phong cho Mạc Cửu làm chức tổng binh, cai quản đất Hà Tiên. Khi Mạc Cửu mất, con là Mạc Thiên Tứ lại được làm chức đô đốc, tiếp tục cai quản Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành, xây lũy, mở chợ, làm đường và đưa người về đại học để khai hóa đất Hà Tiên. Năm 1693, với lý do nước Chiêm Thành, vua nước Chiêm Thành là Bài Tranh đã bỏ không tiến cống chúa Nguyễn Phúc Chu, đã sai quan tổng binh là Nguyễn Hữu Cảnh đem binh đi đánh và bắt được Bài Tranh cùng thân thuộc về Phú Xuân. Chúa Nguyễn đã đổi đất Chiêm Thành làm Thuận Phủ, nay thuộc về Bình Thuận. Đất này cho con cháu của Bài Tranh làm đại đốc trấn giữ, bắt đổi y phục như người Việt Nam để phục vụ dân Chiêm Thành. Tuy nhiên, do sự kháng cự của người Champa và cũng cần tập trung cho việc khai phá Chân Lạp, nên qua năm 1695, chúa Nguyễn đã đổi Thuận Phủ ra làm Thuận Thành trấn, dành cho người Champa cơ chế tự trị nhưng vẫn thuộc sự bảo hộ của chúa Nguyễn. Đến năm 1832, vua Minh Mạng đã xóa bỏ cơ chế tự trị, lập thành tỉnh Bình Thuận. Việc này đồng nghĩa với việc Vương quốc Champa đã chính thức không còn tồn tại. Sang năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu sang Nguyễn Hữu Cảnh làm kinh lược đất Chân Lạp. Ông chia đất Đông Phú của những người Tàu ra làm dinh, làm huyện, lấy Đồng Nai làm huyện Phúc Long và Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt trấn biên ở Biên Hòa, lập trấn biên thì lập làm xã Thanh Hà và Phan trấn Gia Định. Đất Phan trấn thì lập làm xã Minh Hương, rồi sai quan vào cai trị. Chú Nguyễn lại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất, lập sổ bộ nước Việt. Năm 1699, triều đình Chân Lạp tổ chức một cuộc phản công nhằm giành lại nhưng bị thất bại. Đến năm 1739, Mạc Thiên Tứ mở rộng đất đai kiểm soát của mình sang bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng, đi thêm các vùng đất mới này vào trấn Hà Tiên thuộc lãnh thổ đằng trong của chúa Nguyễn. Đến năm 1753, biết vua Chân Lạp là Lạc Nguyên thông sứ với chúa Trịnh ở đàng ngoài lập mưu đánh chúa Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã sai Nguyễn Cư Trinh sang đánh Lạc Nguyên. Năm 1755, Lạc Nguyên thua phải bỏ thành Nam Vang chạy sang Hà Tiên nhà Mạc Thiên Tứ, rồi xin dâng hai phủ Tầm Bôi và Lôi Lạc, nay thuộc Long Xuyên và Cần Thơ, cho chúa Nguyễn để cầu hòa. Đến năm 1757, Lạc Nguyên mất,
chú họ là Lạc Lạc Thuận. Xin chú Nguyễn phong cho làm vua thì bị người con rể là Lạc Khinh giết và cướp ngôi. Quan Tổng Suất là Trương Phúc Du sang đánh thắng Lạc Hình, chú Nguyễn Phúc Khoát cho lập Lạc Tôn, quan Lạc Nhuận vốn đang nương nhờ Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên trong lúc hoạn nạn làm vua chân nạp. Lạc Tôn dâng đất Tần Phong Long, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, tương ứng với châu đốc Sa Đéc, Vĩnh Long, Trà Vinh. Để tạ ơn chúa Nguyễn, Lạc Tôn lại dâng Nam Phủ là Hương Úc, Cầu Bột, Trực Sâm, Sải Mạt, Linh Quỳnh để tạ ơn Mạc Thiên Tứ. Nam Phủ này về sau khi Pháp thành lập liên bang Đông Dương đã cắt trả về cho Cao Miên. Ngày nay là hai tỉnh Tà Kẹt và Kampuchea. Vương quốc Chân Nạp chính thức chấm dứt sự tồn tại. Mạc Thiên Tứ đem những đất ấy dâng cho chúa Nguyễn. Chúa cho thuộc về trấn Hà Tiên cai quản. Cuộc Lam tiến của Đại Việt đến đây là kết thúc, bởi phía trước đã là biển Vịnh Thái Lan. Sau này quân dân Đại Việt luôn tâm niệm về cội nguồn văn lang của mình.